Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu được chủ xe mua xe tại Toyota Đông Sài Gòn vào tháng 10 năm 2010. Xe được bảo trì bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Khách hàng ở quận 8 nha các anh chị. Biển số thành phố, cho anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Với chiếc xe 2 cầu chất lượng được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, xe ghế chỉnh điện, rồi bộ ghế da, hộp số tự động, xe 2 cầu và đầu DVD, mọi thứ được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, và xe này khá là chất lượng nha các anh chị nha. Khá là chất lượng, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng cực kỳ kỹ luôn các anh chị. Hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này. Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và sau lưng Huy đây là chiếc xe Fortuner máy xăng 2 cầu 2010 các anh chị. Với một chiếc xe 2 cầu khá là khỏe và chủ xe bảo trì bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ, cứ mỗi 5.000 cây số là đưa xe đi bảo dưỡng. Cho nên về chất lượng ngoại thất cũng như là nội thất của sản phẩm này thì anh chị hoàn toàn yên tâm, động cơ hộp số là không chê vào đâu được vì đi giữ rất là kỹ và bảo dưỡng hãng đầy đủ các anh chị ha. Bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị về động cơ và hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây số và cam kết cho anh chị về tình trạng xe đảm bảo, xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước cho anh chị. Và Huy mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm. Đây các anh chị, ngoại thất của chiếc xe này thì anh chị không chê vào đâu được. Xe còn rất là mới và đẹp, 2010, bảo dưỡng hãng đầy đủ, thực sự là rất là hiếm có trên thị trường nha các anh chị. Những cái xe mà bảo dưỡng hãng các anh chị thì động cơ và hộp số cũng như là ngoại thất và nội thất bên trong thì khá là ok rồi anh chị. Gầm bệ rồi cũng vậy, bảo dưỡng hãng kỹ lưỡng, cho nên là kiếm ra được những cái chiếc xe mà bảo dưỡng hãng kỹ từ 2010 tới giờ thì thực sự là rất là hiếm có. Vì hầu hết một số những cái xe mà khách hàng mua về sử dụng thì khoảng đâu 3-4 năm đầu thì chủ xe thường là bảo dưỡng hãng, nhưng sau đó thì chủ xe lại đi bảo dưỡng ở ngoài khá là nhiều. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì khác, vỏ đồ còn rất là dài nha các anh chị. Vị trí khe hở giữa các chi tiết, màu sơn còn rất là mới và đẹp. Anh chị nhìn thấy không, trời nắng chiếu thì anh chị thấy độ đồng đều của màu sơn. Xe làm trong hãng 100% luôn anh chị, cho nên là nhìn rất là đẹp. Về ngoại thất cũng như là nội thất bên trong. Xe thì vỏ còn rất là mới, cho nên anh chị mua những cái sản phẩm này về anh chị không cần phải lo lắng về vấn đề thay thế vỏ hoặc là bảo trì bảo dưỡng gì hết, vì xe này bảo dưỡng đều và bên Huy cũng đã kiểm tra 176 hạng mục và làm bảo dưỡng về xe rồi các anh chị. Có trang bị camera xe, đây camera xe đó. Và sản phẩm này thì như Huy trao đổi mới được bên Huy điều chỉnh giảm giá tới 10 triệu. Hiện tại với mức giá còn chỉ có 432 triệu thôi các anh chị. 432 triệu. Thay vì giá lúc trước thì bên Huy chào bán với giá là 442 triệu. Đang có chương trình khuyến mãi giảm giá rất là tốt. Bên Huy hiếm khi mà giảm giá những cái sản phẩm với một cái số tiền là tới 10 triệu như vậy. Đó, vỏ đồ còn rất là mới luôn đó chị. Thực sự là đây là một chiếc xe gia đình đi sử dụng rất là kỹ, kỹ nhất là về vấn đề bảo trì bảo dưỡng. Lịch sử đầy đủ rõ ràng các anh chị. Anh chị nào mà muốn mình xem về lịch sử của xe thì anh chị cứ đến bên Huy thử xe, coi xe. Huy sẽ cho anh chị xem chi tiết về cái lịch sử của xe. Lịch sử đầy đủ rõ ràng và đi khá là kỹ luôn. Thì Huy sơ bộ một vòng để anh chị và các bạn mình xem về ngoại thất. Tiếp theo thì Huy sẽ đi chi tiết về phần nội thất bên trong để cho anh chị và các bạn mình xem và đánh giá về chất lượng của sản phẩm. Đây các anh chị cùng với Huy mình đi xem chi tiết phần nội thất bên trong của chiếc xe. Anh chị nhìn còn rất là mới và đẹp luôn. Xe sử dụng rất là kỹ. Anh chị nhìn những vị trí lên xuống. Đó, anh chị nhìn ha, còn rất là mới và không bị trầy xước gì bao nhiêu hết. Và đây, tấm lót sàn chủ xe đã lót sàn Sibli rồi, cho nên anh chị mua những cái sản phẩm này về không cần phải làm thêm cái gì cả. Quý thấy cũng rất là đầy đủ rồi, che mưa rồi dán phim rồi bọc trần, lót sàn, đầy đủ hết rồi. Mỗi hàng ghế đều trang bị 2 cửa gió điều hòa, cho nên hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh và lạnh khá là sâu. Đó, dãy ghế sau anh chị nhìn không, nhìn keng span luôn. Xe này còn rất là mới, tuy là 2010 nhưng mà Fortuner 2 cột đây là một trong những cái chiếc xe mà gọi như là rất là chất lượng luôn. Bộ ghế da của hãng theo xe. Đó, tắp bì cửa anh chị nhìn ha, khá là chuẩn đây. Đó, ok các anh chị ha, rộng rãi. Đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao 2 cầu rất là khỏe luôn. Anh chị nào mà ở những khu vực mà đường dốc nhiều, đường không được đẹp thì anh chị mua chiếc xe này về, đảm bảo anh chị chạy rất là thích luôn. Với giá bán hiện tại đang được bên Huy giảm giá tới 10 triệu, chỉ còn 432 triệu thôi các anh chị. Đó, 432 triệu thôi. Ghế chỉnh điện. Đó. Xe thì có chống trộm luôn nha anh chị, 2010 nhưng mà đã có chống trộm luôn rồi. Đó, có khóa vi sai cầu sau, gương chỉnh điện. Đó, mọi thứ ha. Ở trên trần thì xe này có trang bị thêm cái màn hình trung tâm. Hộp số tự động, đây có cần số phụ. Đó. Hệ thống điều hòa được trang bị là hệ thống điều hòa tự động luôn nha các anh chị. Đó, DVD. Đó, đầu DVD. Huy sẽ mở sơ cho anh chị xem về cái đầu DVD. Đó, anh chị nhìn những vị trí ổ khóa này, anh chị nhìn nè, nó rất là mới luôn. Xe gia đình đi sử dụng khá là kỹ và chất lượng ngoài thất cũng như là nội thất của chiếc xe này còn rất là mới. Đầu DVD Android nha các chị nha, đầu DVD Android, đầu này khá là đắt tiền, và tổng thể về phần tắp lô thì anh chị thấy còn rất là mới luôn. Đầu Android và hiện tại thì đầu nó đang khởi động, Android đang khởi động. Thì Huy sẽ giới thiệu sơ cho anh chị xem về phần động cơ, sau đó Huy sẽ vào bên trong để cho anh chị coi về cái phần đầu Android. Về động cơ thì bên Huy sẽ bảo hành động cơ và hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây số cho anh chị. Ở xe thì động cơ thì anh chị yên tâm, tại hãng bên Huy thì trước khi mà thu vô thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng. Và với một chiếc xe mà bảo dưỡng hãng đầy đủ như chiếc xe Fortuner máy xăng 2010 này thì thực sự là hiếm có trên thị trường. Từ 2010 tới giờ bảo dưỡng rất là kỹ, cho nên là anh chị chạy tới 600-700 nghìn vẫn bình thường. Động cơ và hộp số vẫn hoạt động rất là tốt, cho nên chị hoàn toàn yên tâm. Tắp bi cửa rồi mọi thứ anh chị nhìn ha, rất là mới và đẹp luôn các anh chị. 2010 thực sự rất là hiếm có những cái sản phẩm như thế này trên thị trường. Ok, màn hình rất là đẹp luôn các anh chị. Về màn hình này thì có chế độ Việt Map dẫn đường luôn nha anh chị nha. Đó, Việt Map dẫn đường. Rồi hiện tại thì Việt Map dẫn đường đó. Đầu DVD Android thì như Huy trao đổi, ngoài tính năng là dẫn đường thì đầu này còn có rất là nhiều những cái tính năng khác các anh chị. Như một cái điện thoại thông minh thì trên màn hình có những cái YouTube này, rồi Việt Map này, rồi có cái phần giới hạn tốc độ luôn anh chị. Thì đây là một trong những cái tính năng của đầu Android mà nó rất là nhiều những cái tính năng. Huy cũng chưa có cập nhật hết những cái tính năng ở trong này. Thì khi nào anh chị và các bạn đến mình xem xe thì Huy sẽ hướng dẫn cũng như là cập nhật cho anh chị về những cái phần đó nha anh chị. Thì sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm. Thì nội thất ở bên trong cũng như là ngoại thất của chiếc xe này còn rất là mới và khá là đẹp. Thì anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho các anh chị. Và đối với chiếc xe này hiện tại đang được bên Huy giảm giá tới 10 triệu, chỉ còn 432 triệu thôi. Với một chiếc xe gia đình sử dụng SUV gầm cao, rất là khỏe, rộng rãi, thoải mái. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nhé. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.